các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay độ cứng cáp với dàn chân CBR đầy cơ bắp. Khi được phổ cập hóa chế phiên bản quay Alpha sản xuất ở Việt Nam, người Việt đã được biết đến Honda Quay Thái Lan. Có thể nói Honda Quay đã trở thành hậu vệ của những dòng Super Cup và Rim trước đó, để trở thành một trong những mẫu xe phổ thông được ưa chuộng nhất ở thị trường Việt Nam hiện tại. Dàn đầu xe đậu được trang bị cái chó đèn 2 tầng Simpac, dùng công nghệ bóng đèn LED trắng siêu sáng, không gây nóng và vàng chó như bóng halogen nguyên thủy. Tay thắng CRC AC2, lỗ ngắn tích hợp là 6 số tăng đưa. Dàn chân trước được trang bị vỏ bọc Chitty đẹp hơn khá nhiều so với vỏ bọc Sim. Cây dầu Crazy Boy kết hợp cùng với heo SX1X, kết nối cùng vỏ phục qua một phát CC. Sổ cập phục nai thái, lò xo vàng đặc trưng đem lại cho xe hành trình giảm sốc im ái so với một Sim. Dọn full cái bộ phanh đĩa sau dùng cái heo dầu SX1X tương tự với dàn chân trước. Cái chiếc quay trở nên hầm hổ hơn khi được trang bị cái mâm CBR 105R. Tuy nhìn rất đẹp nhưng nhược điểm của cái dòng mâm này là nặng hơn khá nhiều so với những dòng mâm khác đang có mặt trên thị trường, nhưng bù lại xe có độ đầm hơn khi chọn độ cao. Góc ảnh biển số 47 giúp cho chiếc xế yêu tăng thêm 100% vẻ đẹp trai. Video 1:10 độ kê mê người xem với những món đồ chơi tinh tế. Được giữ nguyên thiết kế và động cơ, cái chiếc Vado 110 độ kiển bên dưới đây trở nên đẳng cấp lung linh hơn bởi những món đồ chơi giá trị được cộng đồng chơi xe ưa chuộng hiện nay như heo Rainbow Bridge, phục Colin và dầu rời. Xem cũng thể em được khoác cho mình một bộ áo mang vẻ đẹp tinh tế, sang trọng với cái tông màu Medet. Hai phía tay lái được trang bị cặp tay thắng CRC Carbon, tăng thêm cái độ thẩm mỹ và tinh tế cho chiếc yêu. Bên cạnh đó là gù tay lái kiểu Rainbow lắp đầy khoảng trống thô sơ. Dàn chân mâm đúc nguyên thủy được tạo một điểm nhấn qua các sắc màu đồng. Hệ thống phanh được nâng tầm với đĩa Rainbow cùng heo Rainbow Bridge đi kèm dầu S. Việc thay đổi này không chỉ làm đẹp mà còn giúp cho phanh có độ ổn định tối ưu hơn, xử lý các tình huống gấp. Phục Colin bình dầu trên nhúng im ái hơn cũng như tăng thêm độ cứng cáp cho xe. Đây là một cái thương hiệu có đẳng cấp quốc tế không kém cạnh gì nữa trên. Bên cạnh đó thấy được chủ xe cũng rất tinh tế khi đã ốp carbon ở vài chi tiết trên xe như ốp lốc gió, chắn bùng. Công như những tác phẩm hầm mẫu khác là độ luôn thắng đĩa sau, giúp cho chiếc xe có được sự giãn đường bằng thắng đùm nhưng tạo điểm nhấn bằng càng thắng titan. Che các nước CNC, HEDC vừa tăng thêm vẻ đẹp cho chiếc xe mà còn giúp cho việc bảo vệ các nước không bị biến dạng cho các vật thể là cứng va chạm khi chuyển. Cổ bô tinh nhùm là cực đẹp trong từng khúc nối. Tổng thể em nó giãn đường nhưng nó lại rất nhiều ấn tượng cho người xem. Cảm ơn bạn đã dõi này hay là kế tiếp, nhớ like, subscribe.